Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với trang Chiến Bùi. Hôm nay là ngày cuối tuần, cũng là ngày cuối tháng, ngày mai là mùng 1 rồi. Xin chúc tất cả anh em cùng toàn thể gia đình có một sức khỏe, nhiều niềm vui và thành công trong công việc. Tối nay lên giao lưu với anh em một cây đồng hồ Thụy Sĩ Raymond Way, một trong những thương hiệu đời mới. Đây là một trong những mặt hàng khá là mới mẻ trong cái kênh của mình, bởi vì thực ra trước nay cái tiêu chí của mình bán hàng chủ yếu là hàng vintage, là hàng sửa. Chiếc này giá giao lưu là 15 triệu. Sơ qua về tổng thể về chiếc đồng hồ size 38, kim cọc vàng hồng rất là đẹp. Anh em có thể nhìn thấy hai cái nút chấm ở trên mặt số, nó khá là độc đáo và nó tạo cái ánh của trên mặt số rất là đẹp. Niềng mạ dây điểm vàng và mạ không phải là vàng đúc đâu. Núm mạ, núm zin, Raymond Way. Những cái dòng đời mới như này thì đa số đều là dùng máy ETA, và các cái sản phẩm của nó anh em có thể nhìn thấy đây, Caliber 4200, bộ máy rất là đẹp, 26 chân kính Swissmade, nó có chịu được 100 mét nước, kính Sapphire đấy ạ, Sapphire Crystal, kính đá Sapphire Swissmade. Về tổng thể đồng hồ thì chiếc đồng hồ của nó rất là đẹp, lên tay những chiếc dây đề mi này cũng khá là đẹp với anh em văn phòng. Cái dây của nó thiết kế mà khá là giống với lại cái khóa của Rolex, anh em có thể nhìn thấy, tuy nhiên nó không nổi logo, logo nó là logo chìm. Đây là một trong những cái dạng đề mi khá là đẹp, nhẹ nhàng mà và phải nói rằng cái bộ máy của nó là mình có đã test qua thì cái bộ máy của nó cực kỳ là chạy chính xác và chuẩn giờ, giữ giờ nữa, rất là hay. Nó có cả phát phụ, một đặc điểm khá là chung của những chiếc ETA. Lịch xe này đấy. Những thiết kế đơn giản như này nhưng mà thực sự đeo lên phong cách, những phong cách anh em đeo mặc văn phòng sơ mi nó khá là đẹp, thiết kế rất là nhẹ nhàng và tinh tế. Giá cả cũng rất là vừa phải, bởi vì anh em biết rồi, đối với những dòng đời mới thì giá của nó khá là cao. Vâng, xin cảm ơn anh em, chiếc này giá giao lưu là 15 triệu, rất mong anh em quan tâm ủng hộ.